Xin chào tất cả quý vị đang theo dõi kênh giới thiệu sản phẩm của Thiên Hà Audio. Nếu như quý vị yêu thích âm thanh và công nghệ của chiếc loa Sao 3 Sennheiser Ambell nhưng điều kiện kinh tế chưa cho phép, thì hôm nay Hải Sơn sẽ giới thiệu đến quý vị chiếc loa tiểu Ambell. Nó có tên đầy đủ là Sennheiser Ambell Mini. Không như đàn anh Ambell có kích thước to lớn cùng mức giá lên đến hơn 60 triệu đồng, thì Ambell Mini lại có trọng lượng nhẹ và kích thước nhỏ gọn hơn hẳn, cùng với đó là mức giá khá dễ chịu, chưa đến 1/3 so với đàn anh, cụ thể là 19.990.000 đồng. Tiếp đó, với chiều dài chỉ 70cm, Ambell Mini quá hợp lý nếu quý vị đang dùng TV nhỏ, cụ thể là TV từ 32 inch đến tối đa là 50 inch. Khi quan sát bên ngoài thì chúng ta có thể nhận thấy rằng đây là một sản phẩm cao cấp. Nó được hoàn thiện rất đẹp, mặt trước được bọc vải, các chi tiết được trau chuốt sắc nét, chữ Ambell phát sáng phía trước tạo sự nổi bật tinh tế và vẻ ngoài thanh lịch khiến nó phù hợp với nhiều không gian nội thất khác nhau. Phía trên loa là các phím bấm cảm ứng trên chất liệu nhựa sần chống bám vân tay, giúp thao tác nhanh chóng từ lựa chọn đầu vào, kết nối Bluetooth, tăng giảm âm lượng, chơi hoặc là tạm dừng bản nhạc. Thanh đèn LED phát sáng sẽ giúp chúng ta kiểm soát âm lượng dễ dàng hơn. Mặt sau của sản phẩm sẽ gồm các đường kết nối như là cổng nguồn, ngõ HDMI ERC, cổng USB, lỗ reset loa và nút setup để ghép thêm loa sub Ambell. Về công nghệ và tính năng thì loa hỗ trợ chơi nhạc thông qua Bluetooth 5.0, Wi-Fi, AirPlay 2, Spotify Connect, Tidal Connect, Chromecast. Loa được trang bị 4 micro đo phòng, phân tích âm thanh trong phòng thông qua tín hiệu phản hồi để tối ưu hóa hiệu quả âm thanh tại điểm mà chúng ta ngồi nghe. Công nghệ ảo hóa Ambell được phát triển để giả lập âm thanh 7.1.4, tạo cảm giác cho chúng ta như là âm thanh đến từ các vị trí xung quanh. Loa cũng hỗ trợ chuẩn Dolby Atmos, DTS:X, những chế độ tăng cường giọng nói lời thoại, chế độ ban đêm cũng xuất hiện đầy đủ giúp chúng ta xem phim vào buổi tối với âm lượng nhỏ mà không gây ảnh hưởng tới phòng bên cạnh. Về củ loa, Ambell Mini được trang bị 4 loa toàn giải và 2 loa woofer, trong đó 2 loa toàn giải sẽ hướng về phía trước, 2 loa toàn giải khác sẽ hướng về phía cạnh tường, 2 loa trầm đánh ngửa lên để cung cấp âm trầm cho hệ thống. Với tổng công suất tối đa là 250W chạy mạch Class D, loa sẽ thích hợp cho phòng nhỏ khoảng từ 15 đến 25m2 và sẽ cho hiệu quả âm thanh tối ưu. Giải tần hoạt động của Ambell Mini là từ 43Hz đến 20kHz. Nếu quý vị muốn âm trầm mạnh mẽ và sâu lắng hơn thì có thể mua thêm subwoofer Ambell và kết nối không dây đến chiếc loa Sao 3 này. Chúng ta có thể cài đặt ứng dụng Sennheiser Control để điều chỉnh rất nhiều cài đặt, equalizer chỉnh chất âm, bật tính năng setup đo phòng và rất nhiều hiệu chỉnh khác để có được trải nghiệm âm thanh hay nhất. Còn bây giờ thì chúng ta sẽ nghe thử âm thanh từ chiếc loa này. Beyond the stars, it's near beyond the moon. Yeah.
Is that his car? Và đó là những gì tổng quan nhất về chiếc loa sao 3 Sennheiser Ambel Mini. Nếu quý vị quan tâm đến sản phẩm này thì hãy liên hệ tới số hotline và hãy tới showroom của Thiên Hà Audio để nghe thử. Xin chào, cảm ơn và hẹn gặp lại.